Có một bà này nữa nhá. Đôi nhà kia đi xe đạp điện. Chào chín à đâu. Nó có nhìn thấy comment không? Biết rồi, em từ comment rồi nha. Comment. Đấy, nhìn gì đấy? À, em vừa comment rồi. Thì chắc chưa. Không nhìn thấy mà chứ. Thì không thấy đâu. Ok nhá, em xin chào 16 chị đang xem cái buổi livestream ngày hôm nay của em nào. 16 chị đang xem buổi livestream ngày hôm nay của em là ai thì ngay lập tức chấm cho em một cái nhá. Ngay lập tức chấm cho em một cái để em biết được các chị đang theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay của em, để dinh ngay một em váy ren hàng cao cấp này em đang mặc trên người đây với giá là 29k thế nào. Váy em đang mặc là hàng xuất khẩu, có size ML cho chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 65kg luôn nha. Từ 40 đến 65kg bao vừa các chị luôn nhá. Những chị nào mà trên 60 cân mà khó chọn váy thì vào hết đây nữa các chị nha. Rồi hôm nay những chị nào đang xem cái buổi livestream ngày hôm nay của em và muốn mua và muốn sở hữu ngay một em váy ren em đang mặc trên người đây với giá là 29k thì ngay lập tức chấm cho em một cái nhá. Ngay lập tức chấm cho em một cái để em biết được các chị đang theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay của em nào. Rồi ok, chị nhỏ Diễm này, chị Vũ Trương này, Tú Anh này, Đoàn Thị Thủy Trâm này, chị Vui Trương này, rồi ok tất cả các chị nha. Hôm nay 25 người đang xem ở đây là những chị nào thì ngay lập tức chấm cho em một cái đi nào. Ngay lập tức chấm cho em một cái để biết được các chị đang theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay của em và đang tương tác ở bên em nhé các chị nhá. Rồi ok, ba chị đang xem này, rồi ok chị Lê Phong này, rồi ok chị Ngô Huyền này. Còn chị nào đang xem mà chưa chấm chứ nhở? Còn chị nào đang xem mà chưa chấm thì ngay lập tức chấm cho em một cái để vào đây để dinh ngay một em váy em đang mặc trên người đây với giá là 29k các chị nhá. 29k rồi đấy ạ. Váy có tất cả là mấy màu à, có tất cả 4 màu cực kỳ là xinh, có size ML cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 65kg luôn đấy ạ. Rồi hôm nay những chị nào muốn mua và muốn sở hữu ngay cái váy em đang mặc trên người đây với giá là 29k thì ngay lập tức vào comment cho em là váy 29k kèm màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại đi nào. Váy 29k kèm màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại. Bước thứ hai là quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần nhá. 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên cậu nhóm lớn để dinh ngay một em váy em đang mặc trên người đây với giá là 29k về nhà nhá. Rồi ok các chị nha, bên em không có màu đen đâu ạ. Màu chỉ có 4 màu này. Màu em đang mặc là màu be. Ngoài ra có màu trắng này, màu hồng này và màu xanh lạ à, xanh này của xanh ngọc nữa chị nhá. Màu xanh ngọc này mà các chị nào tôn da thì mặc cực kỳ là xinh, cực kỳ là trẻ trung luôn đấy ạ. Rồi ngay lập tức vào comment cho đây nào. Từ nay đến giờ em chưa thấy chị nào comment đúng cấu trúc nhá. Từ nay đến giờ em chưa thấy chị nào comment đúng cấu trúc đâu ạ. Rồi đúng lại phải comment chị Đỗ Lan mới là đúng cấu trúc nha. Rồi ngay lập tức vào comment cho em là váy 29k kèm màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại. Bước thứ hai là quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần nhá. 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên cộng nhóm lớn thôi ạ. Làm đúng hai bước đấy là các chị đã có thể dinh ngay một em váy em đang mặc trên người đây với giá là 29k rồi đấy ạ. Rồi 1m60 42kg bao vừa các chị rồi nhá. Bao chọn váy em đang mặc có size ML cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40
đến 60kg rồi đấy ạ. Đến 65 luôn nhá các chị nhá, từ 40 đến 65kg luôn. Thế chị nào không bao giờ sợ, các chị nào béo cũng không bao giờ sợ là không có hàng đâu nhá. Rồi ngay lập tức vào comment cho em đi nào. Rồi váy vàng bao nhiêu là sao chị? Chị ơi, váy vàng canh mặc bên em cũng bán với giá là 29k đó các chị nhá. Hôm nay những chị nào muốn mua và muốn sở hữu ngay cái váy em đang mặc trên người đây với giá là 29k thì ngay lập tức vào comment cho em là váy 29k kèm màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại. Bước thứ hai là quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất 5 lần này, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên cộng nhóm lớn để xinh ngay cái váy em đang mặc trên người đây với giá là 29k đấy các chị nhá. Váy cực kỳ là xinh, có size SML cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 65kg luôn đấy ạ. Màu em đang mặc là màu be này, ngoài ra còn có màu hồng này, màu xanh ngọc này và màu trắng nhá các chị nhá. 4 màu siêu siêu xinh này bên em chỉ bán với cái giá là 29k thôi. Cho nên những chị nào muốn mua và muốn sở hữu nó thì ngay lập tức vào cái buổi comment vào cái buổi livestream ngày hôm nay của em và comment cho em là váy 29k kèm màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại. Bước thứ hai là quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần nhá, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên cộng nhóm lớn thôi ạ. Đúng ra chỉ cần làm đúng 2 bước cho em nha. Rồi chỉ là cần làm đúng 2 bước cho em thôi đấy ạ. Rồi váy vàng sau đó chị ơi, váy vàng sau bên em cũng chỉ bán với giá là 29k các chị nhá. Váy vàng bên đằng sau bên em cũng chỉ bán với giá là 29k rồi đấy ạ. Rồi ok tất cả các chị nhá, các chị nào hôm nay muốn mua và muốn sở hữu cái váy em đang mặc trên người đây với giá là 29k thì ngay lập tức vào comment cho em là váy 29k kèm màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại. Bước thứ hai là quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần nhá, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên cộng nhóm lớn thôi. Làm đúng và đủ 2 bước đấy là các chị đã có thể zing ngay với em váy em đang mặc trên người đây với giá là 29k này. Màu cực kỳ là xinh, chất vải là ren nhá các chị nhá. Hàng ren này, hàng xuất khẩu nhá các chị nhá. Hàng xuất khẩu này các chị nhìn này, chất vải ren đi siêu siêu đẹp luôn nhá các chị nhá. Không phải hàng ngoài chợ đâu nhá các chị nhá. Đây các chị có thể nhìn này, cực kỳ là xinh luôn. Bên chỉ bán với giá là 29.000. Cho nên chị nào muốn mua thì ngay lập tức vào comment cho em đi nào. Váy 29k kèm màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại. Bước thứ hai là quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn nhá các chị nhá. Đúng rồi ạ, chia sẻ là phải làm đúng 2 bước cho em nha. Rồi đúng rồi ạ. Khi các chị chia sẻ ở đây thì ngay lập tức hệ thống bên em sẽ hiện luôn nhá. Hệ thống bên em sẽ hiện luôn là các chị nào chia sẻ bao nhiêu lần và chia sẻ như thế nào nhá. Chứ các chị không thể nào mà không thể nào không chia sẻ lần nào mà bên em cũng thể bán được cái váy em đang mặc với giá là 29k đâu. Cho nên các chị phải chia sẻ đúng cho em đi nào. Rồi ok nhá các chị nhá. Em sẽ nói lại luật chơi một lần nữa để cho các chị nào vào sau có thể hiểu và để muốn mua cái váy em đang mặc với giá là 29k nhá các chị nhá. Bước đầu tiên là chỉ cần comment cho em là váy 29k kèm màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại. Bước thứ hai là quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn nhá các chị nhá. Chia sẻ là phải để cho em chế độ công khai. Rồi đẩy lên người xem như nào, đẩy lên người xem em nhá, đẩy lên người xem cho em nha. Chứ mấy chục người này làm sao mà bên em có thể bán được cái váy này với giá là 29k đấy ạ. Rồi đẩy người xem lên cho em đi nào, đẩy người xem lên cho em nhá. Mỗi chị đang xem ở đây mời cho em 1 đến 2 người bạn vào xem đi. Mời cho em 1 đến 2 người bạn vào xem nhá. Chỉ cần làm đúng 2 bước cho em thôi. Bước đầu tiên là comment cho em là váy 29k kèm màu có chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại. Bước thứ hai là quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần nhá, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn thôi. Có màu đạp ở vàng công chúa, có màu màu hồng các chị nhá, màu hồng nút này, màu trắng này, màu xanh rêu các chị nhá, màu xanh rêu với cả màu nút như mẫu đang mặc các chị nhá, 4 màu ạ. Comment cho em là váy 29k màu có chị muốn mua để lại số điện thoại. Quay ra chia sẻ cho biết nhất là 5 lần các chị nhá, 2 lần Facebook cá nhân chỉ được công khai, 3 lần đến các trang chợ lớn nha. Màu xanh rất là đẹp luôn ấy. Có size SML các chị nhá, SML từ 40 cho đến 65kg ạ. Rồi chị nào lấy màu nào thì ngay lập tức comment cho em đấy nhá.
chỉ cần làm đúng cú pháp thôi, làm đúng hai bước thôi. Bước đầu tiên là comment cho em là váy 29k kèm màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại. Bước thứ hai là quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn thôi, là các chị đã có thể dinh ngay một cái váy em đang mặc trên người đây với giá là 29k rồi đấy ạ. Rồi ngay lập tức vào comment và chia sẻ cho em đi nào. Rồi các chị ơi, đẩy người xem lên giúp em nhé, chứ mấy chục người này em không thể nào bán cái váy này với giá là 29k đâu nhá các chị nhá. Đẩy người xem lên giúp em đi nào. Đẩy người xem lên giúp em thì em mới bán được cái váy này với giá là 29k nhá các chị nhá. Chứ leo teo mấy chục người này em không thể nào bán được nhá các chị nhá. Rồi chia sẻ lên mốc người xem cho em, lên mốc 200 người xem nhá các chị nhá. Chia sẻ lên mốc 200 người xem thôi thì em mới bán cái váy này với giá là 29k nhá các chị nhá. Chứ leo teo vài chục người này em không bán đâu nhá các chị nhá. Các chị nào vào sau, em nhắc lại một lần nữa để các chị nào vào sau có thể hiểu, để mua cái váy em đang mặc trên người với giá là 29k các chị nhá. Bước đầu tiên là comment cho em là váy 29k kèm màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại. Bước thứ hai là quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần nhá, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn thôi. Và nhớ là phải để cho em chế độ công khai nhá, đừng để chế độ chỉ mình tôi hay chế độ bạn bè mà em không thể nào nhìn thấy được các lượt chia sẻ các chị rồi nha. Váy canh mặc là bên em bán là 295.000 nhá các chị nhá. Váy canh mặc là bên em 295.000 đấy ạ. Rồi các chị ơi, leo teo mấy chục người xem này làm sao mấy bên em bán được thế này được ạ? À? Nếu mà không đạt lên mốc 200 người xem thì bên em bán luôn nhá các chị nhá. Không đạt lên mốc 200 nào, các chị nào đang xem ở đây nào, các chị nào có đồng ý với việc là em bán luôn cái váy này được không nhỉ, thì chấm cho em một cái nhá. Để em bán luôn chứ leo tèo này làm sao mà bên em bán được váy này với giá 29k được ạ. Chị Nhi Nhi ơi, chị hỏi gì nhỉ? Các chị ơi, bởi vì khi các chị comment ở đây thì comment nó nhiều khi bị trôi nhá chị nhá. Rất là nhiều chị hỏi cho em không thể nào đọc được hết, cho nên các chị thông cảm cho em nhá. Rồi, bây giờ em sẽ bán cái váy em đang mặc này. Cái váy em đang mặc bên em đang bán với cái giá là 290.000 nhá các chị nhá. Váy em đã mặc bên em bán là 290.000 nhá. Không đạt mốc người xem cho em bán luôn với giá là 290.000 nhá. Đạt mốc 200 người xem thì em mới bán với cái giá 29k đấy ạ. Rồi chị Phan Nam ơi, 290.000 em váy ren này đấy ạ. Váy ren này có tất cả là 4 màu này. Màu em đã mặc là màu kem này, à màu be này. Ngoài ra còn có màu xanh ngọc này, màu hồng này, màu trắng nhá các chị nhá. Chân váy vàng kia giá bao nhiêu? Chị ơi, váy vàng này là bán cả set luôn nhá chị nhá, không phải là rời đâu nhá chị nhá, váy liền đấy ạ. Tin em sẽ like cái váy vàng này sau nhá. Hiện tại bây giờ em bán cái váy ren em đang mặc này, váy ren em đang mặc bên em đang bán với giá là 290.000. Nếu chị nào mà lấy thì ngay lập tức comment cho em nhá. Chị ơi, váy 29k em bảo là đạt lên mốc 200 người xem, nhưng mà không đạt lên mốc 200 người xem thì em không bán nhá chị nhá. Rồi bây giờ em bán giá này, chị nào mà mua cái váy này thì comment cho em là 290, màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại như nào. 290, màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại nhá. Có váy ren tay dài không shop? Chị ơi, bên em có váy ren tay dài nhá, bên em mẫu nào có luôn đấy ạ. Rồi có chị nào lấy cái mẫu váy ren này không nhỉ? 290.000 nhá các chị nhá. Chị nào mà lấy cái mẫu này thì comment cho em là 290. Màu em đang mặc là màu be này, ngoài ra còn có màu trắng này, màu hồng này và màu xanh ngọc nhá các chị nhá, chỉ bán với giá là 290.000 thôi. Xem váy nô canh và bao nhiêu tiền, xem váy ren tay dài. Rồi ok, mọi người cần mẫu gì mà lấy em cái váy chị đang mặc. Chị Linh Nguyễn ơi, Linh Nguyễn mà lấy váy này thì comment cho mình là 290 nút cộng với số điện thoại các chị nhá. 290.000 các chị nhá, váy ren là 290.000. Màu xanh này, màu hồng này, màu trắng này với cả màu nút như mẫu vừa mặc nhá. Linh Nguyễn ơi, Linh Nguyễn mà lấy thì nhanh tay comment cho mình là 290 nút cộng với cả số điện thoại cho mình nhá. Comment đúng cấu trúc cho em ạ. 290.000 chị nhá. Chị Liên Trần ơi, váy canh mặc là 295.000 ạ. 295.000 ạ. Ai mà lấy váy đấy thì comment cho em là 295 vàng cùng với số điện thoại. Mọi người ơi, những ai đang xem thì chấm cho em một cái nhá, chấm cho em một cái để em nhìn thấy mọi người nha. Được rồi nha các chị nhá. Bây giờ hiện tại em sẽ like sang cái váy em đang mặc này. Rồi ok chị này.
Rồi, ok tất cả các chị nha. Rồi, ok các tất cả các chị đấy ạ. Bây giờ em sẽ like sang cái váy này nha các chị nha. Váy này cực kỳ là xinh nha các chị này. Váy em nó mặc cực kỳ là xinh nhá. Có tất cả là hai kiểu này, một là cổ đức, hai là cổ tròn nhá. Bên đang bán với cái giá là 199.000. Cho chị nào mà lấy cái cổ nào thì comment cho em cổ đấy nhá. Rồi, 199.000 nhá. Cho em xem gen dài tay à. Rồi, ok các chị nhá. Em nói lại cái màu canh mặc nhá chị nhá. Cái mẫu canh mặc bên em đang bán với cái giá là 295.000. Chị nào mà lấy thì comment cho em là 295. Mẫu canh đang mặc là màu vàng. Ngoài ra còn có màu đen và màu hồng nữa chị nhá. Chỉ bán với cái giá là 295.000 thôi. Các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 57kg mới vừa các chị nhá. Rồi bây giờ em sẽ like sang cái váy em đang mặc này. Bây giờ em sẽ like sang cái váy em đang mặc nhá. Váy em đang mặc có hai kiểu này. Là cổ em đang mặc là cổ đức. Ngoài ra có cổ tròn nữa các chị nhá. Chị nào thích cổ nào thì comment cho em cổ đấy. Chỉ với giá là 199.000 thôi này. Chất của nó là hàng xuất nhá các chị nhá. Hàng của nó là hàng xuất. Hàng xuất có size các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60 luôn đấy ạ. Đến 60kg vừa nhá các chị nhá. Có chị nào lấy thì ngay lập tức comment cho em là 2 à, comment cho em là 190 à 199. Comment cho em là 199 cổ đức hoặc cổ tròn và để lại cho em số điện thoại nào. 199 cổ đức hoặc cổ tròn và để lại cho em số điện thoại để mua ngay cái váy em đang mặc với giá là 199.000 nhá các chị nhá. 199.000 rồi đấy ạ. Có chị nào lấy không nhỉ? Cái váy em đang mặc có size ML cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60kg nhá các chị nhá. Từ 40 đến 60kg bao vừa cho các chị luôn đấy ạ. Có chị nào đặt cái váy này không nhỉ? Chỉ với giá là 199.000 thôi. Cổ đức và cổ tròn này. Có size 62kg nhá chị nhá. Rồi 62kg chị cao 1m6 không nhỉ? 62kg chị cao trên 1m6 không nhỉ chị nhỉ? Shop ơi, xem váy gen tay dài đi à. Chị Ngọc Hải ơi, chị inbox cho em nhá. Chị inbox cho em để xem váy dài nhá các chị nhá. Váy gen tay dài đấy ạ. Rồi cái váy ấy, cái váy vàng bao nhiêu vậy shop? Chị ơi, váy vàng bên em bán là 295.000 nhá chị Xuân Phan nhá. Giá đó cả chị ạ. Chị Nhàn Nguyễn ơi, giá của nó là giá khớp à, giá không có ship nhá chị nhá. Giá bình thường của nó 250. Nhưng hiện tại bên nó sale với giá là 199.000. Còn tiền ship thì các chị à, tiền ship thì các chị trả nhá chị nhá. 1m57 mặc đẹp nhá chị à. B Ngân Ngọc Quách Ngọc. Ngọc Quách đấy ạ. Hỏi cái mẫu này ạ. Rồi có chị nào lấy cái mẫu này thì comment cho em là một comment cho em là 199 cổ đức hoặc cổ tròn đi nào. 199 cổ đức hoặc cổ tròn và để lại cho em số điện thoại nhá các chị nhá. 199.000 thôi đấy ạ. Có chị nào lấy không nhỉ? Hai màu à, có một kiểu à, hai kiểu cực kỳ là xinh luôn nhá các chị nhá. Có size ML cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60kg luôn nhá các chị nhá. Từ 40 đến 60kg bao vừa các chị luôn này. Rồi có chị nào đặt không nhỉ? Có chị nào đặt cái mẫu này không nhỉ? À, cho xem váy gen nhé. Rồi ok chị cho xem váy nhìn gen nhá. Chị bé Ngân Ngọc Ngọc bé Ngân Ngốc Ngách ơi, inbox cho em nhá. Inbox cho em để xem váy gen tay dài nhá các chị nhá. Các chị ơi, có thắc mắc gì hoặc là muốn đó, xem mẫu gì thì cứ inbox cho bên em, nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các chị nhá. Tư vấn cho các chị hết đấy ạ. Cho nên các chị thích mẫu nào thì cứ inbox cho bên em nhá. Rồi bây giờ em sẽ thử cái màu hồng canh mặc cho các chị xem nhá. Bây giờ em sẽ thử cái màu hồng canh mặc cho các chị xem này. Vừa mẫu nhà em thử mẫu này các chị nhá, kèm đai luôn ạ. Váy này có kèm đai luôn các chị nhá, kèm đai luôn ạ. Mọi người đợi em một tí mẫu nhà em đi thay mẫu nha. Váy kẻ. Chị ơi, váy kẻ là 199.000 nhá. 199k ạ. Mang chị cái cổ ra đây nhá. 199.000 các chị nhá. Có cổ đức với cổ tròn ạ.
199.000 thôi ạ. Các chị lấy thì comment cho em là 199 cổ đức hoặc cổ tròn cho em nhá. 199 cổ đức hoặc cổ tròn cho em ạ. Mang màu cam rồi em. 199.000 các chị nhá, có cổ đức và cổ tròn các chị nhá, hàng xuất Nhật ạ. $199.000 thôi, ai đặt thì comment cho em là 199 được cổ đức và cổ tròn, để lại số điện thoại cho em các chị nhá. Cổ đức này với cổ tròn này. Giờ nhà em chuyển sang cái mẫu váy canh mặc nha, bởi vì rất là nhiều người hỏi. Có anh trải cái má. Rồi nha các chị nha, bây giờ em sẽ chuyển sang cái mẫu em đang mặc nha các chị nha. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái mẫu em đang mặc cũng như canh mặc này. Váy kẻ là bên em bán là 199.000 nhá chị ạ. Quỳnh Duyên, Trịnh Thương nha. 199.000 váy kẻ nhá chị, mà lấy váy kẻ thì comment cho em 199 cổ đức hoặc cổ tròn và để lại cho em số điện thoại nha. Đây, chụp cả đức cả tròn. Rồi các chị ơi, cái váy em đang mặc bên em đang bán với cái giá là 295.000 nha các chị nhá. 295.000 một em này thôi á. Có tất cả là hai màu này. Màu em đang mặc là màu vàng, à màu canh đang mặc là màu vàng. Ngoài ra còn có màu hồng, màu cam và màu đen nhá. Bên em chỉ bán với cái giá là 295.000 thôi. Chị nào mà đặt thì comment cho em là 295 vàng, vàng này, hồng này, đen hoặc là cam và để lại cho em số điện thoại nha. 1m50 mặc được nhá chị ạ, à, nhân tâm nha, 1m50 mặc được đấy ạ. 1m50 chị mặc qua gối nhá chị nha. Rồi còn chị nào mà đặt cái mẫu này thì comment nhanh tay, comment cho em nào. Hàng bên em gần hết rồi nhá các chị nhá, gần hết rồi đấy ạ. 295 vàng, hồng, đen hoặc cam và để lại cho em số điện thoại nhá. 295 vàng, hồng, đen hoặc cam và để lại cho em số điện thoại. Ok chị Đinh Nhung ạ. Rồi ok các chị nha. Rồi còn chị nào đặt nữa không nhỉ? Còn chị nào đặt cái váy này thì comment cho em là 295 vàng, hồng, đen hoặc cam và để lại cho em số điện thoại nhá. 295 vàng, hồng, đen hoặc cam để lại cho em số điện thoại để mua ngay cái mẫu em đang mặc đây với giá là 295.000 nhá các chị nhá. Các chị kiên trì, hôm nay không được ngày mai mình. Các chị ơi, các chị phải kiên trì nhá, chia sẻ hôm nay không được, ngày mai không được thì ngày kia ngày kia nhá, bởi vì hôm nào bên em cũng like nhá chị nhá. Hôm không hôm nay thì ngày mai sẽ được đấy ạ. 295.000 nhá chị Lý Thiện nhá, 295.000 đấy ạ. Chị nào mà mua cái mẫu này thì comment cho em là 295.000 nhá. Tuấn Nguyên Văn nhá, 295.000 một set này đấy ạ. Một set gồm váy riêng và đai riêng các chị nhá. Màu vàng này, màu em đang mặc là màu hồng này. Ngoài ra còn có màu đen này và màu cam nhá. Chỉ với giá là 295.000 thôi. Cho nên ai mà lấy thì ngay lập tức vào comment cho em là 295 màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại đi nào. 295 màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại để mua ngay cái mẫu em đang mặc với giá là 295.000 nhá các chị nhá. 295.000 thôi đấy ạ. Cực kỳ là rẻ cho mấy set này. Có chị nào lấy không nhở? Cực kỳ là xinh này. Rồi các chị ơi, có chị nào đặt không nhở? Có chị nào đặt hoặc là hỏi về cái gì không thì bên em sẽ dừng like nhá các chị nhá. Rồi có chị nào đặt và hỏi gì về cái mẫu này không nhở? Các chị vừa lấy chụp ảnh đi. Rồi bên em sẽ dừng like tại đây nhá các chị nhá. Các chị ơi, váy kẻ này hiện tại chị lấy một bộ màu vàng và chị comment đúng cấu trúc. Chị Phạm Nguyệt ơi, chị mà lấy màu vàng thì chị comment cho em là 295 vàng và để lại cho em số điện thoại nhé chị Phạm Nguyệt nhá. Chị Phạm Nguyệt mà lấy màu vàng thì comment cho em là 295 vàng và để lại cho em số điện thoại nào. Chị comment nhanh tay cho em bởi vì bên em dừng like nhé các chị nhá. Rồi chị Phạm Nguyệt mà lấy một bộ màu vàng thì comment cho em là 295 vàng và để lại cho em số điện thoại đi nào. 295 vàng và để lại cho em số điện thoại để bên em để lại cho chị cái bộ màu vàng với giá là 295.000 nhá chị Phạm Nguyệt nhá. Rồi em nói lại cái váy này một lần nữa cho các chị nào có thể hiểu nhá. Cái váy này bên em đang bán với giá là 195.000, có hai kiểu là cổ tròn và cổ đức nhá. Chị
chị nào lấy cổ nào thì comment cho em cổ đấy ạ, chỉ với giá là 199.000 thôi. Chị Phạm Nguyệt comment ngay lập tức comment cho em là 295 và để lại cho em số điện thoại đi nào. 295 vàng và để lại cho em số điện thoại để bên em để cái váy canh mặc với giá là 295.000 nhá các chị nhá. Các chị ơi, còn váy kẻ này bên em có hai kiểu là cổ đức và cổ tròn nhá các chị nhá. Cổ đức và cổ tròn đấy ạ, chất liệu cực kỳ là thích luôn. Có hai kiểu, chị nào lấy kiểu nào thì comment cho em kiểu đấy. Chỉ bán với giá là 199.000 thôi. Chị nào mà lấy thì ngay lập tức comment cho em là 199 cổ đức hoặc cổ tròn và để lại cho em số điện thoại nhá các chị nhá. Rồi, không có chị nào đặt thì bên em sẽ dừng like tại đây nhá. Chị Phạm Nguyệt có để lại số điện thoại và ấy không nhỉ? Chị Phạm Nguyệt ơi, chị có chốt không nhỉ? Chị Phạm Nguyệt mà lấy thì comment cho em là 295. Rồi ok Phạm Nguyệt này, em chốt cho chị Phạm Nguyệt nha. Rồi ok chị Phạm Nguyệt nha. Còn chị nào lấy không nhỉ? Còn chị nào lấy cái set này nữa thì comment cho em là 295 vàng, cam, hồng hoặc đen và để lại cho em số điện thoại nha. Rồi bây giờ sẽ tắt like tại đây nhá các chị nhá. Rồi chị Phạm Nguyệt nhớ để ý cho em điện thoại nhá. Chị Phạm Nguyệt này, chị Đinh Nhung để ý cho em điện thoại nha. Sau khi kết thúc like là bên nhân viên sẽ gọi điện cho các chị đấy ạ. Rồi ok các chị nha.